sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh từ thời Việt Nam quốc Bà Rịa Vũng Tàu tỉnh Phú Mỹ thị xã Châu Ba xã Kim Ư Thiên Long Tự hiện tiền đệ tử cung đối Phật tiền thành tâm lễ Phật hồng danh nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sinh an lạc ngưỡng nguyện thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Thị từ chứng minh công đức Nam Mô chứng minh sư Bồ Tát Nam Mô chứng minh sư Bồ Tát Nam Mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đông Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loại quý tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ chương dương cùng tan tháng ức kiếp không cung tận. Phật chúng sanh tinh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn lưới đế châu vi đạo tràng mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời trương bào tòa thân con anh hiện cúi đầu xin thề nguyện quy y tâm đảnh lễ Nam Mô tận hư không biện pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hai Chúng Bồ Tát. Nhưng chỉ tình thì biển sải tam thiên tánh không ban được lời nhân thiên pháp dơ quan tăng diện diện tội tiêu khiên hoa diệm hoa hồng liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thụ thiên nhãn vô ngại đời bi tâm đà ra ni nam mô ẩn ra đắc na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thương bát ra gia bồ đề tát đồ bà gia ma ha tát đồ bà gia ma ca lô ni ca gia tát băng ra phật về so đắc na đắc tòa nam mô tất kiết lật đời mong a di đà bà lô kiết đê thất phật ra lần đà bà nam mô na ra cân trì ha trì ma bằng đa sa mê tăng bà tăng đầu vũ bằng a thề dẫn tát bà lật ra nam ma bà già mà phật đẳng đầu lát điệt tăng a bà lô hê lô ca đề ca ra đê di a trì ma bồ đề tát đó tát bà tát bà ma ra ma hê ma hê ri đa dần a lô 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 yết mông đồ lô 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 phật xà gia đế ma phật xà gia đế đa ra địa rì ni tóc phật ra gia gia ra gia ra ma ma vác ma ra mung đề lệ ê ê ê tất na tất na sa sâm phật ra sa lời phật sa phật sâm phật ra sa ra ô rô rô ma ra ô rô rô a rì ta ra ta ra tất rì tất rì tô rô tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đà rì gia na ra rì địa rì sắc ni na ba gia ma na ta ba tất đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba tất đà dụ ngơ tất bàn ra gia ta ba na ra rì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mục khe gia ta ba ma tất đà gia ta ba gia kiết ra tất đà gia ta ba đà ma yên tất đà gia ta ba na ra trí bằng đà ra gia ta ba ma ba la tăng yết ra gia ta ba nam mô a ra ra na ra ra gia gia nam mô a di đà bà lô yết đế đức bằng đà gia ta ba tất điện đô mẫn đà ra mật sa gia ta ba an tất điện đô mẫn đà ra mật sa gia ta ba an tất điện đô mẫn đà ra mật sa gia ta ba nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật khai kinh kệ bồ thượng thầm tâm vi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tào ngộ ngã kim kiện văn đất thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt nghĩa nam mô ông danh hội thượng phật bồ tát nam mô ông danh hội thượng phật bồ tát nam mô ông danh hội thượng phật bồ tát đại từ đại bi mẫn chung sanh đại hỷ đại xá tế hàm thức tương hảo quang minh dị tự nghiêm đệ tử chi tâm quy mạng lệ chế tâm đảnh lễ nam mô hiệp tuệ phật tâm đảnh lễ nam mô bất khiếp nhược thịnh phật chế tâm đảnh lễ nam mô thật tướng Phật
Đức Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Vương Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Sắc Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Đầu Ma Tổ Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Tăng Khứ Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Tích Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Oai Đức Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Trí Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Thinh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Chân Bảo Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thắng Thiên Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thắng Sắc Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tinh Tú Sắc Phật.
Đảnh lễ Nam Mô
Tất trụ trì oai đức Phật. Chế tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Quang Minh Thắng Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Sắc Vương Phật. Đảnh lễ Nam Mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tiên Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thiên Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thí Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Khoái Tạng Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Phước Đức Quang Minh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Nhiên Đăng Vương Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Sanh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Thiên Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Thiên Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Đắc Giải Thoát Khứ Phật. Yeah.
tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Đảnh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu La Lạc Thuyết Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Nan Thắng Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Tín Thánh Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyệt Quang Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Quang Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tài Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Từ Tại Thiên Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Cái Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Trí Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Sai Biệt Thân Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Diệu Trí Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Vi Trí Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Thiết Oai Đức Dược Phật. Tâm đảnh lễ Nam Mô Giải Thoát Tràng Phật. Tâm đảnh lễ
tâm định lễ Nam Mô Bổn Uy Phật. Tâm định lễ Nam Mô Liên Ác Phật. Tâm định lễ Nam Mô Vô Chướng Ngại Xưng Phật. Tâm định lễ Nam Mô Bảo Tích Phật. Tâm định lễ Nam Mô Thiện Thinh Phật. Tâm định lễ Nam Mô Chúng Tự Tại Kiếp Phật. Tâm định lễ Nam Mô Pháp Tích Phật. Tâm định lễ Nam Mô Giải Thoát Oai Đức Phật. Tâm định lễ Nam Mô Thắng Khoái Phật. Tâm định lễ Nam Mô Diệu Thân Phật. Tâm định lễ Nam Mô Diệu Ngữ Phật. Tâm định lễ Nam Mô Sư Tử Ái Phật. Tâm định lễ Nam Mô Nhân Từ Tại Công Đức Phật. Tâm định lễ Nam Mô Sư Tử Kế Phật. Tâm định lễ Nam Mô Pháp Tuấn Phật. Tâm định lễ
mô An Lạc Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Động Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Sắc Oai Đức Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Giác Vương Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Cố Nghĩa Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Quang Minh Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Oai Đức Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Bệnh Tu Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Giác Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thắng Sắc Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Bổ Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Hồng Sưng Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Giác Thân Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Diên Đăng Nhật Phật. Thế tâm đảnh lễ Nam Mô Trí Tuệ Túc Phật. Thế
Oai đức vô tận Phật. Xin đem nhân duyên công đức lễ Phật này nguyện được thân trang nghiêm trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật tướng sắc mắt sáng như ánh kim tinh, đệ tử và chúng sinh nguyện đều thánh tự. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quang Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Ứng Giải Không Đồ Nhật Thiết Cố Ách Xa Lời Tử. Sang bơ gì ngóng không bơ gì sang sắc tức thì ngóng không tức thì sắc thọ tướng anh tức diền phục như thị xa lời tử thì chữ pha ống tướng bất sanh bất diệt bất cầu bất tình bất tăng bất giảm. Thì gỗ không trung vô sắc vô thọ tướng hành được vô nhàn di tí thiệt thân y vô sắc tinh lương vì số pháp vô nhãn giờ này chỉ vô ý tức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận. Này chỉ vô lào tứ diệt vô lào tự tận vô khô tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc dĩ vô sợ đắc cô buồn đề tác đối Bát Nhã Ba La Mật Đà cô tâm vô ai ngại vô ai ngại cô. Vô hưởng vô biến ly điên đau mồm tượng hữu cách niết bàn tâm thế chư Phật ý Bát Nhã Ba La Mật Đà cô đắc ca nầu đa la tam yêu tam buồn đề ô trí Bát Nhã Ba La Mật Đà thì đại thần chú. Thầy đại minh chú thì vô thường chú thì vô đằng đằng chú năng trợ nhất đi cổ trường thiền bậc hư ô thiết Bát Nhã Ba La Mật Đà chú thức thiết chú về cái đề đề ba la cái đề ba la tăng cái đề buồn đề ta bà hiện đến đề ba la hiện đề ba la tăng ai đến buồn đề ta bà đề đề ba la hiện đề ba la tăng đề buồn đề ta bà. Tiêu tai các tường tấn chú nắng mô ta mạng đa mộng đà nằm a bát ra đề an đá ra ta nằm nằm đá điệt ta an kê 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 hồng hồng nhập ba ra nhập phà ra bắt ra nhập phà ra ba ra nhầm ba ra đề dẫn xa sang đi đề sang đi lì ta phong ra tán phong ra viên đề ca ta ca rỉ dạ ta bà nắng mô ta mạng đa mộng đà nằm a bát ra đề ai đá ra ta nằm nằm đá điệt ta an khe khe hồng hồng nhập và ra nhập vãng ra mắt ra nhập và ra mắt ra nhập và ra đề sắc xả đề sắc xả sắc tri rì tà vẫn ra ta phần ra viên đề ca thân đề ta ba năng mô tam ra môn đà nằm ma bạc ra đề đã ra ta nằm nằm đã biệt phạn khe hồng hồng nhập và ra nhập và ra mắt ra nhập và ra bạn ra nhầm bạn ra đề dẫn xa dẫn đi rì tạ vẫn ra tạ vẫn ra viên đề ca thất rì ta mãi.
sau thời thường an lành, tất cả các thờ đều an lành. Xin nguyện Đức Phật thường gia hộ, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thở đều an lành. Tất cả các thờ đều an lành, xin nguyện chư Phật thường gia hộ, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thở đều an lành. Tất cả các thờ đều an lành, xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ, Nam Mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát, Nam Mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát, Nam Mô Tiểu Tài Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nhật nhị qua mạng diệt tùy giảm, như thiều thị ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tịnh tân, như cửu đầu nhiên đáng niệm vô thường thân Phật phong vật. Lễ Phật công đức thù thân hành, vô biên tăng phước giải hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tông vãng vô lượng quang Phật xa, cái nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chứng minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thường hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vị phụ mẫu, qua cải kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thôi Bồ Tát vì bạn nữ, nguyện dĩ thử công đức vô cập mự nhất thiết, ngà đơn giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Từ quý Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quý Pháp mà đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật